Báo Nga, Thái Lan và Việt Nam là những đối thủ kém Nga khá nhiều về trình độ. Đội tuyển Nga đã nhận lời thi đấu ở giải giao hữu Tam Hùng với đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại sân Mỹ Đình vào tháng 9. Dù bị UEFA và FIFA cấm tham dự các giải quốc tế từ năm 2022 nhưng Nga vẫn là đội bóng rất mạnh. Trên bảng xếp hạng FIFA, Nga xếp thứ 33, cao hơn rất nhiều so với Thái Lan, thứ 101 và đội tuyển Việt Nam, thứ 115. Đáng chú ý, trong 2 năm qua, đội bóng xứ Bạch Dương chưa thua trận giao hữu nào. Tờ Sport Express bình luận, đối thủ của đội tuyển Nga cuối cùng đã lộ diện, đó là đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Đây là những đối thủ thua kém Nga khá nhiều về trình độ. Cựu danh thủ người Nga, Rinat Dasaev, chia sẻ về hai đối thủ Việt Nam và Thái Lan. Ông nói, thú thực, tôi không biết thông tin nào về đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Tôi chưa xem hai đội bóng này thi đấu bao giờ. Thật khó đánh giá sức mạnh của họ. Nhưng dù thế nào, đội tuyển Nga cũng cần thể hiện tinh thần chiến đấu cao nhất. Những trận đấu giao hữu có lợi cho đội tuyển Nga thời điểm này. Trong khi đó, cựu tuyển thủ Nga, Dmitry Alenichev, cho biết, tôi cho rằng những đối thủ như đội tuyển Việt Nam và Thái Lan quá dễ dàng với đội tuyển Nga. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Valery Kapin thà chơi với những đối thủ như vậy còn hơn là không thi đấu và tập luyện.